Niệm Phật. Niệm Phật là nhớ nghĩ, nhớ nghĩ đến chư Phật. Phật chính là chân tâm, không nhớ Phật là xa Phật. Xa Phật tức tâm bị vô minh dẫn dắt, chạy theo trần cảnh. Nhớ nghĩ đến Phật tức là hồi tâm hướng thượng, tức là gần Phật. Pháp môn niệm Phật không luận kẻ trí người ngu, không phân tăng hay tục, không kể sang hèn, giàu nghèo, già trẻ, trai gái, tất cả đều có thể hành trì và thành tựu được cả. Ngài Văn Thù Bồ Tát nói, pháp môn niệm Phật là vua trong tất cả các pháp môn. Ngài Mã Minh Đại Sĩ nói, chuyên tâm niệm Phật là phương tiện siêu thắng của Như Lai. Diệu Hạnh Bồ Tát nói, pháp môn niệm Phật là tâm tông của chư Phật, là con đường tắt để giải thoát của mọi loài. Niệm Phật có nhiều cách, nhưng tụ tung có ba phương pháp chính yếu. 1. Luân quán hay niệm châu. 2. Sổ tức, điều hòa hơi thở. 3. Quán tưởng. Cả ba cách đều làm cho vọng tâm lắng, khiến đinh giác hiện lộ và hòa nhập vào cảnh giới an lạc. Người hành trì tùy căn cơ mà tu tập, trạch pháp. 1. Luân quán. Luân quán là môn niệm Phật lần tràng giản dị mà cũng lắm công phu, vì mục đích niệm Phật là để đoạn trừ phiền não, thúc liễm thân tâm. Trong khi tâm chúng sanh thường là tâm viên ý mã, phiền não từng sát na giấy khởi biến động không ngừng. Nếu muốn có hiệu quả phải nhất tâm bất loạn, tràng hạt ngoài sự tính điếm còn biểu hiện công phu dứt trừ phiền não. Đại để phiền não có 108 món khác nhau, nên tràng hạt có 108 hạt. Về hình thức, không nhất thiết là phải đẹp, phải sang, phải quý mới có công đức, mà cốt ở tâm ý lắng trong, đoạn tận phiền não. Phiền não do 6 căn nhiễm trừa với 6 trần, rồi phan duyên với 3 cảnh thành 36 cảnh, tác động liên tục trong 3 thời, bằng 108 phiền não. Căn gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tràng gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cảnh gồm xanh, đỏ, hay, dở, thơm, hôi, ngon, dở, mềm, cứng. Cảm giác chung của năm căn cảm thọ. Thời gồm có quá khứ, hiện tại, vị lai. 6 căn cộng với 6 trần bằng 12 trần, nhân cho 3 cảnh bằng 36 cảnh, nhân 3 thời bằng 108. 108 phiền não còn được gọi là 108 kết tập hay 108 kết nghiệp. Kinh Lần Tràng còn nói tới 108 tôn vị, sự phân hiệu 108 tôn vị và 108 kết tập. Kết nghiệp rất khó nhớ. Người cư sĩ Phật tử chú tâm niệm Phật chủ yếu là diệt trừ 108 phiền não do lục căn hiệp với lục trần tạo tác. Chú tâm niệm danh hiệu Phật ứng hợp với lục căn, không cho căn thức nhiễm trược, không còn phân biệt được ba cảnh ba thời mới đoạn được phiền não. 2. Sổ tức, đếm hơi thở. Sổ tức là phép niệm Phật để hòa hơi thở. Thực dụng phương pháp này để thanh lọc trọc khí trong người, cho tâm thần thanh thản. Phương pháp niệm Phật này ích lợi vượt qua lĩnh vực y lý, bảo vệ sức khỏe và loại trừ nhiều thân bệnh cũng như tâm bệnh. 3. Quán tưởng. Niệm Phật quán tưởng phải có định lực vững vàng, phải hết sức kiên nhẫn, tập trung tư tưởng vào hình tượng chư Phật, tưởng nhớ đến hạnh nguyện các ngài, khóa 6 căn, không cho 6 trần xâm nhập. Quán tưởng đến lúc nào đại định chứng được lục thông. 1. Thiên nhãn thông, thấy suốt mọi vật. 2. Thiên nhĩ thông, nghe và phân biệt rõ mọi âm thanh. 3. Tha tâm thông, giao cảm được với mọi người mọi vật. 4. Túc mạng thông, biết được quá khứ của mình và người. 5. Thần túc thông, đi bất cứ đâu theo ý. 6. Lộ tận thông, tâm trí hoàn toàn sáng suốt. Tổ Thảo Đường dạy, quán tâm vi tế như vô bất bản chi tuệ,
hạn năng giai chứng. Do đó, luyện pháp môn này tuy khó khăn nhưng khi được thuần thục rất dễ chứng đạo.